vị, dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến ngành giáo dục. Ngoài thời gian học trực tuyến kéo dài, học sinh còn không thể tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, kỹ năng. Để tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, tạo nguồn để tham gia hội thi các cấp, các trường học quận huyện đã linh hoạt tổ chức nhiều hội thi bằng hình thức trực tuyến, ghi nhận tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật của quận Liên Chiểu. Để chuẩn bị cho kỳ thi khoa học kỹ thuật lần này, các học sinh đã chủ động tạo nhóm liên hệ làm việc với giáo viên hướng dẫn trực tuyến. Việc chưa thể đến trường gây không ít khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án, tuy nhiên lại mang đến cho học sinh cơ hội để nâng cao khả năng tự tìm tòi, khả năng làm việc nhóm trên mạng. Các bạn cùng cô giáo viên hướng dẫn đã chuẩn bị cách đây khoảng cỡ tháng trước, và các em lập chọn đề tài nghiên cứu và chúng em đã cùng nhau thực hiện. Vì dịch bệnh nên là chúng em đã thực hiện cùng nhau qua Google Meet. Em thấy rất là hào hứng và rất lâu rồi, em nghĩ là 7 tháng rồi em mới được lên trường và gặp các bạn, cho nên em hôm nay rất là vui. Mỗi năm thì cô trò có thể gặp nhau rất là nhiều để mà trao đổi và đưa ra những cái phương án để thực hiện. Thì năm nay thì do dịch bệnh Covid cho nên rất là khó khăn, và nhiều khi phụ huynh cũng lo lắng, và mình cũng phải đặt ra một cái niềm tin để cho phụ huynh, để họ có thể cho mình cùng giao tiếp với con của họ để chúng ta có thể làm hoàn thành tốt nhiệm vụ nhất. Là một sân chơi thường niên của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, cuộc thi khoa học kỹ thuật luôn nhận được sự tham gia đông đảo của học sinh. Cuộc thi năm nay của quận Liên Chiểu nhận được 72 đề tài dự thi ở đa dạng các lĩnh vực: khoa học, xã hội và hành vi, tâm lý học, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí, robot và máy thông minh, diễn ra dưới hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Hội thi được tổ chức bài bản để có sự khách quan trong nhận xét, đánh giá. 8 trường trung học cơ sở trên địa bàn quận, thì mỗi đơn vị trường học là một điểm cầu để tham gia dự thi. Ban tổ chức cũng đã mời những thầy cô giáo là giảng viên các trường đại học đầu ngành về nghiên cứu khoa học để hỗ trợ cho ban tổ chức chấm chọn những sản phẩm tiêu biểu nhất để tham gia thi các thành phố đạt hiệu quả. Sân chơi khoa học kỹ thuật là hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, khuyến khích các em học sinh nghiên cứu, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống, không để dịch COVID-19 làm ngưng trệ các hoạt động giáo dục. Trước khi học sinh trở lại trường học trực tiếp, vẫn cần những sân chơi trực tuyến bổ ích để giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng.